có chắc rằng chưa bao giờ bị tai nạn? Dạ chắc. Tôi không biết giải thích với cô ra sao. Cái này nhìn giống như những vết cào. Anh thấy chuyện này xảy ra với rất nhiều người trong giới. Có người thì thoát kịp, nhưng cũng có người không được may mắn nhất. Chúc mừng mày. Trò của mày cũng chỉ là trò con nít thôi. Tao mà đã ra tay, mày sẽ sống không bằng chết đâu. Em đừng có thường sức mạnh của báo chí. Em cứ làm lớn vụ này đi. Để tạo scandal này nổi tiếng ở trong giới này nhiều lắm, nhưng mà nổi tiếng kiểu đó thì không bền. Nói vậy là chị không tin em, nhưng chuyện bây giờ là thật. Cô đừng bao giờ nghĩ tới chuyện trả thù. Bùa ngải là ma quỷ. Em sẽ dập cho nó chết.